Xin kính chào khán giả đang theo dõi bản tin thị xã Hòa Thành của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Bản tin ngày hôm nay có các tin chính sau. Thị xã Sông Cầu và thị xã Hòa Thành trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới. Phòng tư pháp Hòa Thành thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý. Công an thị xã Hòa Thành thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư khu phố Việt Nam. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thủ gì mới đây đoàn công tác thị xã sông cầu tỉnh phú yên do ông lâm duy dũng phó chủ tịch ủy ban nhân thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi đến tham quan trao đổi kinh nghiệm về triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại thị xã hòa thành. Tiếp giờ làm việc với đoàn công nguyễn đức hảo phó chủ tịch ủy ban nhân thị xã cùng lãnh đạo các phòng ban và các địa phương trên địa bàn thị xã. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã giới thiệu khái quát về những thành tựu nổi bật trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua, những thế mạnh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ô và chương trình phát triển du lịch của mỗi địa phương. Đối với chương trình phát triển du lịch, lãnh đạo thị xã Hòa Thành cho biết, Hòa Thành có điều kiện tự nhiên, văn hóa thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, có trung tâm thương mại Long Hoa là một trong những địa điểm tham quan, mua sắm của du khách, cũng như có các địa điểm du lịch tâm linh quan trọng như tòa thánh Cao Đài, chùa Thiền Lâm Gò Kén với các lễ hội lớn hàng năm thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan. Từ đầu năm 2023, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban dân thị xã ban hành kế hoạch về tự kiểm tra, ra soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2023. Nhờ đó, công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Phòng Tư pháp thị xã đã thẩm định hai quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thị xã gồm quyết định về việc ban hành quy trình chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành, quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng quản lý đô thị thị xã Hòa Thành. Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã 13 văn bản góp ý về dự án luật, thông tư, nghị quyết, quyết định kế hoạch về sở tư pháp đúng quy định. Trong năm 2023, phòng tư pháp cũng đã phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật tại các xã phường trên địa bàn thị xã, thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Thông qua giải quyết thủ tục hành chính, phòng tư pháp đã trực tiếp thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 39 trường hợp, nội dung tư vấn về lĩnh vực thừa kế đất đai, hôn nhân gia đình, chứng thực, hộ tịch. Thông qua các buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý để giúp cho người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, đặc biệt là quyền được trợ giúp pháp lý, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Đồng thời, góp phần với Ủy ban Nhân dân các xã nơi tổ chức truyền thông giải đáp những vướng mắc liên quan trực tiếp đến người dân. Thủ vị Công an Thị xã Hòa Thành vừa tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Buổi thực tập được thực hiện tại khu dân cư khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân. Với tình huống giả định, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn trong nhà lồng chợ Hiệp An, nguyên nhân cháy do sự cố chập điện. Khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ báo động, chữa cháy và hướng dẫn nhân viên khách hàng thoát nạn, sơ cấp cứu người bị nạn. Tuy nhiên, do đám cháy lớn kèm theo nhiều khói độc nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể dập tắt. Sau đó gọi điện báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thị xã Hòa Thành đến ứng cứu. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng huy động hai xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. Qua hơn 10 phút, đám cháy được dập tắt, đưa người bị nạn bên trong ra ngoài an toàn. Câu lạc bộ dưỡng sinh hội người cao tuổi xã Trường Đông được thành lập từ năm 2020, ban đầu chỉ có hơn 10 thành viên. Bằng các hoạt động đa dạng phong phú có nề nếp, đến nay câu lạc bộ không ngừng gia tăng về số lượng thu hút đông đảo thành viên tham gia sinh hoạt luyện tập. Mỗi buổi sáng, câu lạc bộ sẽ tập luyện từ 10 đến 12 bài thể dục dưỡng sinh và dân vũ thể thao. Thông qua những động tác mềm mại, uyển chuyển, di chuyển giữa tay và chân, nhịp thở, từng động tác từ đơn giản đến phức tạp đã giúp người cao tuổi tăng cường độ dẻo dai của xương khớp, điều hòa khí huyết, giảm đau vai, cổ, tốt cho các khớp, mang lại tinh thần sảng khoái, phấn chấn cho người cao tuổi. Quý khán giả thân mến, bản tin thì sau hoa thành kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Thân mến, chào tạm biệt.